xác định địa giới hành chính Quảng Trị Thừa Thiên Huế sau nhiều năm tranh chấp. Nghị quyết trên nêu rõ, xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Trị tại hai khu vực do lịch sử để lại. Hai khu vực được nêu trong nghị quyết của chính phủ bao gồm khu vực xã Hồng Thủy giáp danh giữa xã Hồng Thủy, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế và xã A Bung huyện Đa Quông, tỉnh Quảng Trị, khu vực thôn Câu Nhi giáp danh giữa các xã Phong Thu, Phong Mỹ huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế và các thôn Tân Lập, xã Hải Ba, Phú Xuân B, Tân Xuân xã Hải Xuân, Phú Kinh phường xã Hải Hòa, Câu Nhi xã Hải Chánh huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Theo đó, khu vực xã Hồng Thủy giáp danh giữa xã Hồng Thủy, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế và xã A Bung, huyện Đa Quông, tỉnh Quảng Trị nằm trên 6 mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 110000, hệ tọa độ quốc gia VN2000 do Bộ Tài nguyên Môi trường xuất bản năm 2009. Khu vực thôn Câu Nhi giáp danh giữa các xã Phong Thu, Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế và các thôn Tân Lập xã Hải Ba, Phú Xuân B, Tân Xuân xã Hải Xuân, Phú Kinh phường xã Hải Hòa, Câu Nhi xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị nằm trên 2 mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 110000, hệ tọa độ quốc gia VN2000 do Bộ Tài nguyên Môi trường xuất bản năm 2009. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan hướng dẫn triển khai thực hiện nghị quyết này, theo dõi, kiểm tra và tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện. Bộ Tài nguyên Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị xác định cụ thể đường địa giới hành chính trên thực địa và chuyển vẽ lên bản đồ địa giới hành chính hệ tọa độ quốc gia VN2000 để quản lý. Căn cứ đường địa giới hành chính đã được xác định tại thực địa và trên bản đồ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện bàn giao để tỉnh Quảng Trị quản lý toàn bộ hiện trạng sử dụng đất đai, tài sản gắn liền với đất và nhân khẩu, hộ khẩu của thôn Tai 1 thôn 6 và thôn Tai 2 thôn 7 thuộc xã Hồng Thủy, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị thực hiện bàn giao để tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý toàn bộ hiện trạng sử dụng đất đai, tài sản gắn liền với đất và nhân khẩu, hộ khẩu của thôn Phú Xuân B, Tân Xuân, xã Hải Xuân và thôn Phú Kinh phường xã Hải Hòa, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.